Ê, chào cô gái. Nếu như bạn đang cặp với một người đàn ông đang có vợ thì thực sự là cuộc sống của bạn đang là địa ngục. Tôi chắc chắn bạn sẽ không ổn chút nào đâu. Bạn cần biết cách chấm dứt chuyện này và tìm lại bản thân, càng sớm thoát ra càng tốt. Bạn có biết không, một người đàn ông thực sự thì sẽ không bao giờ để cho bạn là một người thứ ba tội nghiệp. Một người đàn ông thực sự sẽ chịu trách nhiệm với mọi thứ xung quanh anh ấy. Và bạn có cần một người đàn ông chỉ coi bạn là trốn qua đường? Bạn có thể yêu một người đàn ông mà không tôn trọng bạn hay không? Nhưng tôi biết, đôi khi thật là khó để thoát khỏi chuyện này. Vì vậy ngày hôm nay tôi sẽ viết về việc tại sao chia tay với một người đàn ông có vợ lại khó như vậy và làm thế nào để bạn có thể làm được việc này. Lý do thật khó để dứt khỏi người đàn ông này có thể bởi vì thứ nhất là bạn đang bị lừa dối. Những câu lừa dối hứa hẹn sau đây bạn nghe có quen hay không? Anh ấy chẳng bao giờ cưới cô ấy nếu mà anh sẽ gặp em trước. Em yên tâm, anh sẽ sớm bỏ cô ấy thôi. Anh yêu em nhiều lắm, đợi anh nhé. Anh không thể bỏ cô ta vì còn vướng tụi trẻ con. Anh sẽ cưới em là người anh chờ đợi từ lâu. Anh và cô ta ly thân rồi, không gần gũi lâu rồi. Hay là anh không yêu cô ấy, anh nghĩ là anh chưa từng yêu cô ấy, em mới là người anh yêu. Cô ấy thật là kinh khủng và ích kỷ. Cô ấy cũng đang cặp kè một gã nào đó thôi. Bạn biết không, bạn xứng đáng với một tình yêu thực sự hơn là những lời hứa hẹn suông này. Và cho tới khi bạn chấp nhận được sự thật thì bạn sẽ không thể thoát ra khỏi thứ tình cảm sai trái buồn bã đó. Hay lý do thứ hai là bạn nghiện nỗi đau. Bạn không hề bị dối trí, bạn biết chính xác mình đang đối mặt với điều gì. Và bạn thừa thông minh, bạn chỉ giả vờ khi nói với mọi người rằng bạn không biết mình đang làm gì. Và tại sao? Bởi vì sâu thẳm trong con người bạn, bạn luôn đi tìm những nỗi đau của bạn nghiện điều đó. Và trong phim thì tiện, nhưng mà bạn cũng muốn đánh đổi cuộc đời mình chỉ vì những nỗi đau nguy hại đó hay sao? Bạn chỉ có thể khá hơn khi chấm dứt mối quan hệ này, hãy tin điều đó. Và thứ ba là bạn quá thèm tình yêu hay sự gần gũi. Bạn cần tình yêu, gần gũi và lãng mạn, sự thú vị, thân mật, sung sướng, bất kỳ điều gì và bất cứ điều gì lại là vấn đề của bạn. Vấn đề bạn đang gặp phải vì bạn đã sẵn sàng. Bạn cần tình yêu của bất kỳ một chàng trai nào và bạn tuyệt vọng và bạn hãm hại. Bạn biết cách, bạn phải biết cách sửa chữa điều này. Và thứ tư, bạn đang nói với bản thân mình một câu tai hại: tôi không đủ mạnh mẽ để rời khỏi anh ấy. Bạn thể yêu điên cuồng người bạn trai đã có vợ của mình. Bạn kiên nhẫn với anh ấy, bạn sẵn sàng chơi trò trốn tìm, lý hối với thiên hạ để giấu đi cái thứ tình cảm sai trái này và hy vọng một ngày nào đó anh ấy sẽ chọn bạn. Hơi cô gái, bạn lời quyết định cuộc sống của mình, bạn xứng đáng với tình yêu to lớn mà phụ trụ gửi cho bạn. Nếu như bạn quyết định ở lại trong mối quan hệ đau khổ này và chịu đựng thì chính bạn đang ngăn tình yêu thực sự đến với mình. Hãy chia sẻ clip này với những người cần nó.